Chai Fantasy nhận top căn CHNR nha các bạn. Thì đây là một cái tin cho tất cả bạn là video trước mình đã hướng dẫn các bạn nhận 160 token CHNR, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận thêm token CHNR các bạn. Trước khi mình hướng dẫn các bạn nhận thêm thì mình có thông báo cho các bạn, tất cả các bạn mỗi một cái tài khoản xài trên một thiết bị các bạn. Nếu mà bạn xài 2-3 tài khoản trên một thiết bị thì token CHNR tự động nó xóa các bạn. Token nó sẽ không có về các bạn. Và trên thông báo của nó là như vậy các bạn. Rồi để kiếm thêm token CHNR thì các bạn nhấp vào qua cho gặp cùng nữa các bạn. Mình cũng đã chết nhưng mà đăng nhập vào không được tài khoản kia, tài khoản cũ mình giờ có 135. Rồi các bạn bấm vào một N này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một list wallet mũi tên này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một Amber các bạn. Amplifier nữa. Mình chắc nghĩ tiêu rồi các bạn ơi, mình chết quá chết rồi. Sau khi các bấm một Amplifier thì các bạn list xuống, lướt xuống các bạn thì các bạn bấm vào Apply Now nữa các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn lướt xuống các bạn chỉ like nè các bạn. Và tự quyết là bài viết của nó các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn có thông báo nữa các bạn. Sau khi các bạn tạo quyết lại trên tạo quyết của tất cả bạn có 10 lượt like thì các bạn sẽ nhận được 5 tài khoản này rồi nè các bạn. Giờ cái gì công 5 và công 5 các bạn sẽ mà đợi để mình dịch ra. Tiếp tục bài thứ hai thì các bạn cũng chỉ việc là follow và tạo quyết là tiếp tục nha các bạn. Rồi bấm rồi set I am thôi các bạn. Đây thì cái khảo sát gì đó các bạn. Thì các bạn cứ like và đăng lên tweet mình các bạn. Sau khi có lượt like, đủ lượt like thì điều kiện của nó thì các bạn sẽ nó sẽ các bạn. Ok, vậy video mình cập nhật dự trạng xét này rồi, đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.